Người Tàu á, tại sao người ta rất là khôn? Người ta biết cha, biết mẹ. Tại sao người Tàu bất cứ tỉnh thành nào của nước Việt họ cũng giàu, giàu hơn người Việt? Mình phải để cái câu hỏi, tại sao người Tàu cái gì á, thật sự người Tiều, người Quảng hay người Phúc Kiến đều là người Việt nha, trong cái nhánh của mình 100 bộ lạc. Nhưng mà tại sao họ biết? Là tự vì ngày xưa vua Thần Nông là lập ra 100 bộ lạc, rồi mình là một cái nhánh nhỏ Lạc Việt, Âu Việt chạy xuống tới nước Việt Nam sau này. Họ đều biết Thượng Đế hết. Tại sao qua tới nước mình, cái thời nay mấy thầy không biết, Phật tử không biết? Mình bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ cho mình cái tánh khôn, cha mẹ cho mình cái chân thành, cha mẹ thương mình, cha mẹ dạy cho mình để đi về. Cha mẹ xuống thế gian mình mang cái phàm tạm vô thường, 100 năm nó rất là vô thường, để mình học những cái cực khổ, cái khó khăn, rồi những cái bị áp lực của cuộc sống, con ăn việc làm, con cái ái ố hỉ nộ, rồi mình học để bỏ tham sân si là cái cuối cùng để được đi về. Nhưng cuối cùng hôm nay biết bao nhiêu Phật tử cứ tu hoài không có hiểu gì hết, cứ vô chùa là thầy cứ kêu con phải đi bố thí, con phải làm từ thiện, cứ thế mà vậy đó. Không có cái gì gọi đạo Phật cốt lõi. Cuối cùng cha mẹ và chư Phật muốn mình có trí tuệ, khôn, có chánh kiến, biết cái gì đúng cái gì sai, không có chấp theo màu sắc và âm thanh. Nhưng mà thời nay đa số các thầy dạy sai, chỉ là lời ngon, lời dịu hiền, những cái lời của Kiệt lúc cũng không có, thì qua đây rất là nhỏ, chữ nghĩa không có đủ để lên đây nói chuyện với cái gì, thì cái danh từ nó hơi thiếu hơn các thầy, để các thầy được có trường huấn luyện. Còn Kiệt này chỉ là điển thiên, tâm thật, lời thật, cho nên những cái danh từ nó không có suông, mà người đời thì thích nghe dịu ngọt suông, rồi màu vàng, rồi chói chói mắt, rồi thầy nói cái gì dạ dạ thưa thưa, thì người ta cứ thế mà gục đầu, tức gọi là tu cà gù cà gặp. Kiệt không có như vậy, thì muốn mọi người giống như Kiệt, bình đẳng với nhau, tất cả chúng ta đều giống nhau ngồi ở đây. Kiệt ăn xôi, quý vị cũng ăn xôi. Kiệt có thể ăn đồ dư của mấy vị, tôi cũng không có ngại nữa. Còn mấy thầy là phải ăn xong đồ dư, con ăn nha con, thầy đồ của thầy ăn dư nè, con ăn có phước, đúng không? Kiệt không bao giờ vậy. Mỗi lần Kiệt không ăn chung với quý vị thôi, chứ Kiệt không bao giờ làm vậy. Cha mẹ dạy chúng ta hôm nay, mọi người chúng ta tự đốt đuốc mà đi, tự tu tại gia trong cái thời buổi loạn lạc này, để mình không có mất thì giờ. Tại vì một ngày mà nếu mình ở nhà, mình đọc kinh, mình ngồi thiền á, mình cũng không biết ngày mai mình bị dính Covid hay dính bệnh gì, hay là ngày mai á, chuyện gì xảy ra với trái đất này nữa. Thì cái buổi trước khi cái ngày mình cứ lo lăng tăng, lo phá hội này, phá thầy này thầy kia, chạy tới chạy lui, mình cứ lo không à. Nhưng mà mình không có lo cho cái dẹp bỏ cái tham sân si với sanh ra trí tuệ của mình, để mình hiền lại. Thì lỡ như mình có cái gì mình đi rồi làm sao? Cho nên 3 năm nay thì khuyên là đạo thiên tâm cha ban xuống, tự đốt đuốc đi, chứ không có ai tu giùm mình được. Không có ai Di Đà Phật mà thành Phật, không bao giờ có chuyện đó. Cái đó là gạt người đó, đừng dám nói trên mạng. Thầy nào dám đối chứng thì đối chứng. Mà cái thầy đó phải có thần thông, nói chuyện được với Phật đi, thì cũng nói chuyện được với Phật nè, thì lúc đó đối chứng. Chứ còn cái thầy mà thầy ma đó, cái hào quang nó đen thui á, mà lên đây đối chứng thì cãi hoài cũng không thông nữa. Cho mẹ không có dạy. Mình phải ngồi thiền, mình phải đọc kinh. Tại sao hôm nay trong cuốn kinh này có kinh Địa Mẫu nói về mẹ? Mẹ là mẹ của tất cả các
vị phẩm. Cha là cha tất cả các vị phẩm. Ngày xưa Phật là một cái process, một cái công thức, mà cha là người đầu tiên thành Phật, là đồng giác Phật. Trong luật Phật, ai thành Phật trước là huynh. Tại câu này Kiệt đã hỏi về trên hết rồi, thì Kiệt biết được cha với mẹ là lớn nhất. Tất cả các vị Phật đều phải mang thân người. Khi đã mang thân người thì dĩ nhiên là con với cha mẹ rồi, mới thành Phật được. Mình phải nên nhớ cái căn bản đó. Còn khi ở những thời nay, tại sao họ từ chối Như Lạc ra đời thời nay, tại sao họ từ chối cha, là vì nếu có cha có Phật Như Lạc. Bởi vì trong cái bài Kính Thiên thứ hai đó, là tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian, chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này để trừ ma. Thì từ ngày khi mà Kiệt ra đời, Kiệt nói về thiên tâm, biết bao nhiêu người Phật tử phải bật ngửa. Thiên tâm đi trung đạo, đạo Phật rất là khó, thầy nói rất là cao siêu, chúng ta khó hiểu lắm, mà có hiểu còn làm cũng không nổi nữa. Thiên tâm, nếu mà ăn chay trường được, đức thầy khuyên ăn chay trường. Kêu Kiệt ra nói cái gì là sư phụ kêu mỗi người chúng ta ăn chay trường. Nhưng trong kinh Thiên Tâm nói nếu người Mỹ, người sau này mấy chùm khăn bên Trung Đông, kêu họ ăn chay làm sao họ theo Thiên Tâm được, thì họ giữ tam tịnh nhục, đừng ăn mấy con chút nhích là được rồi, Costco là ok. Đâu phải ai cũng giống như chúng ta, mỗi người có căn cơ thấp và cao mà. Đó là khi Thiên Tâm ra đời tới ngày hôm nay, có 36 tầng trời, có muôn trùng chư vị Phật, Bồ Tát, chư vị Thánh, chư vị Thần, gia hộ. Cả cái tiệm neo mà ế, chỉ cần ra nói dân địa, con là họ Thiên, ông địa ông cũng có thể giúp chở mình được á. Rất là mầu nhiệm. Một người bệnh ung thư trên giường mà quay về hướng Đông Bắc, mà ngồi không được, anh nằm trên giường quay về hướng, chỉ cần sám hối bằng cái tâm của mình, thì giai giác của mình các vị thần ngay chỗ đó ghi vô sổ, thêm một đứa con quay đầu thì sẽ được đi về nữa. Cho nên thời nay đó, đâu phải là phải đi vô chùa hay là bên công giáo, phải vô nhà thờ để mà làm lễ quy y, phải có ông cha nữa, rồi phải có ông thầy cho pháp danh, mà bên mấy thầy cho là cho theo cái hệ phái của thầy đó. Diệu là đệ tử tôi, Quản là đệ tử của này nọ, không có. Kiệt là Thiên Tức Kiệt, Ngô Tức Kiệt, bây giờ Thiên Tức Kiệt, quý vị là Thiên Cảnh Tú, cái gì mình cũng là anh em nhau hết, chung nhau hết. Ở trên trời thì có 12 anh em, cũng là thiên thôi, thiên này thiên kia, chỉ có một cái là người anh cả, người em út, khác nhau nhiều đó. Khi cuốn kinh Thiên Tâm ra đời, cha mẹ trong bài Kính Thiên á, nó kêu là mình tu theo Di Đà Quán Âm, cái là tu y chang thôi. Kinh Phật không có gì sai hết, Tam Tài Tạng Kinh không gì sai, chỉ có thời nay người làm sai, chứ Kinh Phật không có sai. Cho nên cha mẹ cứ yêu cứ thế mà tu, nhưng mà phải thay đổi cách tu thôi. Thì Thiên Tâm đi giữa trung đạo để độ những người ngoại quốc, những người Mỹ, tóc vàng mắt xanh mũi lõa, rồi độ luôn, sau này độ luôn Phi Châu nữa, Nể nữa, và mấy chùm khăn Ả Rập nữa. Sau đó mấy thằng Iran nó không có bắt con gái mà chùm đầu nữa, tại vì trong này mẹ nói là mọi người chúng ta là bình đẳng mà, không có cái gì mà bây giờ á nó đem cái cô gì là bữa hổm chùm khăn biểu tình cái đi giết người ta. Rồi giờ ai nói cái chuyện lý do, nó nói là cha cãi lời của Thượng Đế giết, cha không có khiếu chuyện đó, không bao giờ.
Cho nên thế gian này họ cứ chữ như kiểu luật sư vậy đó. Thì trên đây 3 năm trời chuẩn bị biết nhiều người xuyên tạc, nhưng mà tới ngày hôm nay quý vị thấy họ xiên, họ xéo, họ xỉa, họ lụi kiểu nào. Cha mẹ kêu Kiệt cứ vững lòng mà đi. Chị chỉ buồn là những người không có tri cứu sâu, không có tìm hiểu kỹ, rồi phê phán. Bởi vì thường mỗi lần lên mạng nói chuyện thì khuyên tất cả mọi người khi nghe Kiệt đừng có tin liền nhé. Đừng có tin liền, nhưng mà phải ghi nhận rồi nghiên cứu. Tin liền là mê tín rồi, đừng có tin liền. Hôm nay mà trên thế giới mà có một người nào mà giỏi về chữ nghĩa đó, cứ lập một cái ban nghe lời clip từ số 1 cho tới hôm nay là 188 không, thì coi những lời Kiệt nói. Ngày đó tháng đó anh Kiệt nói kêu mọi người mua đồ ăn ngày đó, thì bắt đầu ngày nào mà Costco ở Mỹ ai cũng dành đi mua đồ ăn, tức là thời Covid á, trước khi Covid Kiệt đã lên báo động rồi. Rồi ngày nào ông Trump quay lại ảnh nói ngày nào, ngày nào tiền Việt Nam thành tiền giấy ông nói clip số mấy ngày nào, rồi ngày nào xảy ra thường tiên tri mấy vị cho Kiệt biết. Quảng hồn Kiệt lên đài Kiệt nói nhiều lúc có bữa cả tuần, có bữa hai tuần bận rộn là ba bốn tuần, nhưng mà đâu phải xảy ra liền giống như là tin tức đài CNN hay đài Trần Nhật Phong đâu. Nó phải cho thời gian 2 tháng 3 tháng. Nhưng mà thời nay ấy, chúng ta đó lu bu lo công việc, lo income, lo thiếu thu nhập với chuyện nhất là Việt Nam. Mình nói bữa nay nghe rồi nghe clip 187 kêu quên, cả 3 tháng sau mới xảy ra. Cái con người thì nói sao tôi nghe lời anh tôi mua gạo, rồi bây giờ 3 tháng gạo nó móc, cái khi bị móc cái chán không có chịu để dành nữa. Hay là thật, khi mà tiên tri người ta nói phải mình phải biết tích. Ví dụ như 2 tháng gạo móc thì mình bán hay là mình cho, rồi mình mua tiếp mình giữ lại. Chứ đâu phải vừa mua cái nó mình dự trữ cái gạo đó, cái là phải xài cái gạo đó. Mấy vị đâu có nói ngày nói giờ đâu, cả Kiệt mấy vị cũng đâu có nói ngày nói giờ đâu. Nhưng mà thời nay tiên tri như vậy là mình đã quý quá rồi đúng không? Mình biết chắc là cuối cùng rồi mình sẽ có cái hội Long Hoa hay là ở miền Tây nước Việt hồi xưa 1000% luôn. Bây giờ ai muốn cá kiểu nào cũng được, Kiệt giáp cá tất cả những cái nước cộng sản vô thần sẽ sụp đổ cùng một lúc đi hết. Độc tài Iran hay là những cái nước mà gọi là ác, dùng chữ ác đi, cái thiện sẽ nổi lên hết. Đó là cơ trời là vậy đó, thì Kiệt giáp cá cái đó. Còn mà mỗi ngày mà nghe đài bữa nay nước Việt thu nhập đầu lương vượt mức chỉ tiêu, kinh tế thị trường lên, rồi mà Putin thì nói đánh Ukraine là chánh nghĩa, đại khái mấy cái đó mình nghe, rồi nghe cái đài này nghe qua mấy cái đài đó làm cho mình giật mình. Ủa ông Kiệt ông có ông mình ông không có chữ nghĩa gì mà ông nói như vậy. Còn trong kia người ta có cả tỷ người thông minh, người ta nói kiểu đó. Biết tin ai ha? Tin thằng dốt này hay tin 1000 người trí tuệ trên đại? Nhưng mà cuối cùng ai trúng? Bây giờ nếu coi lại hồi trước ngày 24 tháng 2 đi, Putin mà thì lúc mà dàn trận 100.000 quân ở biên giới đó, chỉ có nói rồi mày thôi chết, chết chắc. Nó định đánh là 24 tiếng thôi, mà tính hôm nay là nhiêu? Đánh hoài đánh không xong. Bây giờ mình mới thấy rõ là cái đó gọi là mấy gì, mới gọi là có lớp có lan á, là tác sạch cái đầm lầy là vậy. Nếu mà nó không đánh thì ở trong mấy cái câu sấm cơ của mấy vị nói sai thì sao? Mấy vị nói câu gì ta? Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần mà.
thì bây giờ á, là những cái vũ khí của Mỹ bây giờ là bán chạy nhất. Nga bây giờ mai mốt mà nó có bình thường lại, nó bán cũng chả ai mua nữa. Đó, thì ai ở bệnh mà làm lấy cái ngày kịp nói, rồi xong cái để cái ngày xảy ra thường 3 tới 6 tháng, có cái đi 7 tháng, 8 tháng, 5. Những cái bài thơ cái gì cho đó là xuân xuân thì mùa thu rồi đó. Bây giờ là sắp tới mùa xuân, xuân là Tết. Tết nay là Tết con mèo, mèo kêu bá tánh lo sao, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, thủy kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Mình tính theo cái đó là đúng nhất. Thầy thầy nói ông đâu có nói ngày nói giờ đâu, mình sắp sửa mình ăn Tết con mèo phải không? Thì là cũng đúng. Thì từ nay nó có nhiều chuyện biến động dài dài cho đến canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Thì chỉ biết được 2 tuần trước khi về đây này, trên báo là con ra thông báo cho mọi người chim hiền 6 triệu, trong đó có dịch biên HO, ODP đi diện du học, F1 cho tới F gì đó 10 mấy 20 chuẩn bị để đi về, rồi cờ vàng cờ đỏ ai nở bố vàng, nghĩa là việc thông báo những cái cực kỳ mà không ai tưởng tượng ra được. Làm gì cờ vàng ba chục đỏ mà treo dinh độc lập, làm cái chuyện đó quý vị tin không? Có ai ở đây tin không? Bác tin hả? Sao mà treo được ta? Tại vì nó không có ý nghĩa là chính trị. Cái lá cờ vàng ba chục đỏ ba chục không phải là ba que. Bây giờ trên mạng tụi nó hết chắc chửi ba que rồi, từ ngày nghe cái kênh này là bớt chửi ba que. Miền Nam là một que đỏ, miền Trung là cái que ở dưới thấp, là miền Nam là cái que thấp, cái que giữa là que miền Trung, cái que ở trên là que miền Bắc, là ba que đỏ nha. Cái màu vàng là dân tộc trăm giống dân Bách Việt là màu vàng. Cái lá cờ này treo ở Hà Nội Hàng Xanh 1938 thì là cái lá cờ chung của dân tộc. Mà ngày xưa ở núi Thiên Long Sơn nó kéo xuống bị mấy vị về giũa liền á. Lá cờ này quan trọng lắm bác con, sẽ treo lại nước Việt. Lúc đó thì còn bỡ ngỡ đó, làm sao mà treo nổi. Nhưng hôm nay nếu không có lá cờ đó, làm sao 6 triệu chim hiền có lòng tin để mà về xây dựng lại đất nước? Nếu không có lá cờ đó thì làm sao Quốc hội Mỹ họ có lòng tin được? Nếu không có lá cờ đó, đâu còn lá cờ nào ngoài lá cờ đó đại diện cho khắp tất cả người Việt quốc nội quốc ngoại có cái chánh nghĩa để mà ngóc đầu ngẩng mặt lên làm người, để mà Liên Hiệp Quốc, để IMF nó cho mình mượn tiền, để mà công ty Mỹ, công ty Nhật, công ty Nam Hàn nó quay trở lại. Chỉ có lá cờ đó mới đưa nước Việt hàn gắn dân tộc, đưa tất cả chúng ta đi về. Chứ còn nếu mà lá cờ khác, lá cờ hiện giờ bảo đảm có một số bác qua đây từ lâu cũng chưa từng về Việt Nam, chưa dám về luôn. Mà nếu mà cứ tiếp tục mấy con ông bầu á, mà cứ đem đi bị sợ lăn hoài á, bữa nay hết bà Quản Thịnh Phát, Tê Đăng Hoàng Minh, rồi Đại Nam, rồi tới Việt Chết, có ai nữa ta? Đừng nói tới Bắc Vượng, mà nghe Bắc Vượng đang nổi tiếng xe
đang ở những cảng Auckland này. Cho nên từ từ, mà một quốc gia mà không có người giàu thì làm sao có nhân công? Mỗi nhân công nuôi một gia đình thì chẳng lẽ một cái quốc gia kỳ quệ như vậy làm sao mà sống được? Chẳng lẽ mình cứ đi xuất khẩu lao động hoài, chẳng lẽ mình cứ đi làm dâu xứ đài hoài sao? Đâu phải như vậy. Mang tiếng đi du lịch chứ thật sự qua đây toàn là làm gì đó không? Là phục vụ không? Việt Nam với Nhật cũng vậy, Nam Hàn cũng vậy. Không có cái nghề gì mà mang về để mà dạy cho nhiều người để mà từ từ phát triển hết. Nãy đang nói về cuốn kinh, cái nó đi sâu một chút. Trong cuốn kinh này nó có 1 tiếng 30 phút. Lúc mà mỗi ngày mình đọc thì có kinh mẹ thì mình mới hiểu nhiều. Sau đó thì nó cũng y như ở chùa là Đại Thừa, Lăng Nghiêm Thập Chú, đó là Đạo Thiên Tâm. Rồi sau nữa đó, quý vị ở trên trời á, mới nói thời gian trong tương lai chúng ta không có nhiều thời gian. Không có nhiều thời gian cho nên mỗi ngày chúng ta đều làm tội đúng không? Ra đường đạp đóng kiến, đóng dế nhà mình có dán đồ là sát sanh biết nhiêu. Thôi lại sám hối. Mà lại sám hối mà nhiều quá nó không đủ giờ. Tu tập quý vị cũng tính dùm cho mình luôn á. Cuối cùng có 36 lại sám hối ở cái cuốn kinh. Mỗi một ngày mình hành trì một cuốn kinh này nó bằng cả 3 tháng trong chùa mới của Phật tử. Cái đâu có khác gì. Cái mình muốn nói chỗ này hôm nay trên cái clip này á, cái quan trọng mình thương Phật tử, thương mấy thầy, bỏ cái ngã đi, bỏ cái chấp đi, gọt thêm cánh. Nghĩa là mình đã tu Phật rồi, mình biết thêm cha thêm mẹ thì tốt. Bây giờ mình có một cái passport đi qua Pháp, qua Canada đi. Một cái passport Canada. Bây giờ mình thêm một cái passport đi Mỹ, mình có 2 cái, có phải là chắc ăn hơn không? Ok rồi, mình muốn đi nước nào mình đi. Đi về trời hay đi về cha mẹ cũng là trên đó, cũng là một cõi thôi. Ở dưới thế gian mình không có hiểu, cứ nghĩ tầm nhiều cõi này nọ. Chỉ có người nào đức độ cao, tu cao thì ở tầng trời cao thì đi được hết tầng trời thấp. Những người nào dưới này tu dở đi về tầng trời thấp, chỉ có lên trên không được. Chuyện của thần, thần biết. Chuyện của thánh, thánh biết. Cái thần không có biết chuyện của thánh, nhưng mà ngược lại thánh biết chuyện của thần. Thánh biết chuyện của thánh, biết chuyện của thần, biết chuyện của chúng ta, nhưng mà thánh không biết chuyện của Bồ Tát. Rồi từ Bồ Tát biết chuyện của thánh, biết chuyện của thần, biết chuyện của chúng ta, nhưng Bồ Tát không biết chuyện được của Phật. Từ những vị Phật thì biết chuyện của Phật. Cho nên khi mà Phật Thích Ca ra đời á, thời xưa đó, chỉ 4 mấy năm, những ngài đệ tử của ngài hỏi chứ Thế Tôn còn gì mà chưa dạy chúng con? Thì lúc đó Phật chỉ quơ trong rừng có 1 nắm lá. Chứ Phật lúc đó mà mùa thu mà nguyên cả rừng lá. Thì hôm nay thì Phật Thích Ca đã giải thích rồi. Phật chỉ nói chuyện của Phật thôi. Bây giờ một người nào dạy về toán thì ông thầy đó chỉ biết toán thôi, ông đâu có biết lý, biết hóa hay là những cái môn khác. Còn cha là cái thân cây, cha là tất cả các đạo trên thế giới đều là thờ Thượng Đế. Hôm nay mình cũng thờ Thượng Đế, nhưng mà khó có một cái là mình phải học Phật, là một cái công thức để mà ăn hiền ở lành và biết luân hồi. Đạo Công giáo giờ quý vị ngồi đây, quý vị hiểu luân hồi là gì? Linh hồn nó chuyển thế từ cái thân này sang thân khác. Nhưng mà người ở ngoài đường này nè, bước ra hỏi thử, họ có tin cái đó không? Cũng chả ai chứng minh nữa. Cả ông cha, ông nói khi mà cha chết, cha sẽ về với Chúa. Mấy ông cứ chắc ăn vậy không à? Bảo đảm không về luôn. Ông mà làm bậy thử, dễ gì về. Tại vì mấy ông nói mà không có bằng chứng. Kiệt này sống 2 cõi, cõi người và cõi trời. Mỗi ngày, Kiệt biết.
Không có chuyện đó. Dầu cho Đức Hồng Y đi nữa đó, mà ông làm sai, ông cũng đọa địa ngục như thường á. Đạo Thiên Tâm đi giữa để mà thích ứng với cái thời đại vàng kim trong tương lai. Không ai cao cũng chẳng ai thấp. Còn hồi nói Phật tử của người Việt Nam mình có phước thì đầu thai làm người Việt nói tiếng Việt và nói những lời thật lời thiệt, kiệt mang thân người mà không phải người. Người Diếp Ô, gọi Diếp Ô chắc ăn. Mà lời thật để cho đánh thức mọi người thức tỉnh lại. Bao nhiêu cuốn sách trên thế gian cũng do người viết lại rồi in ra. Bây giờ mình gặp một thầy mình hỏi ổng ai nói là không có thượng đế, nói là sư phụ tôi, rồi cứ đi kiểm chứng hoài. Bao nhiêu đời nay mấy sư phụ họ có bao giờ đi về trời gặp cha chưa? Đi gặp rồi nhiều lắm, vì cha la cũng có, cha thương cũng có, cha dạy cũng có. Cái gần nhất là trước khi về qua Houston này nè, đều trước khi đi đâu đều phải tỉnh ý mấy gì á. Mới ngày hôm qua cũng có gặp nữa đó. Chuyện nói thật, khi lên đây không ai dám khẩu nghiệp nha quý vị. Một lời chuyện nói có video làm chứng lưu truyền mấy nghìn năm. Chỉ có con người cái chướng ngại bê lớn thôi, hiểu bao nhiêu. Và cái ngã bự bao nhiêu. Bây giờ tất cả các thầy, các chúng ta từ thời xưa tới thời nay, trước thời thần tú mà ra đại thừa nữa, có ai bây giờ thấy được mặt Phật Thích Ca không? Có ai thấy không? Không ai thấy. Trong cuốn kinh vừa lập ra con chữ là bất khả thương nghị. Nghe cứ đọc và tin thôi, không có được nghi ngờ, đúng không? Hôm nay kiệt mang thân người, làm đủ mọi chuyện, mà tại sao cứ nghi quá trời nghi vậy? Kiệt là người kiểm chứng luôn á. Muốn đối chối là kiệt có chỗ, có nơi Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang nè. Là vì thời nay cha mẹ muốn vũ sổ trái đất này là vậy. Có người khó có hiểu được, lo cuộc sống bon chen, đời sống văn minh vật chất. iPhone 15 con người lên sao Hỏa rồi thì thành ra bất lòng tin với thượng đế, không còn biết trời Phật là gì. Có nghĩa là họ không còn tin mình đang có cái linh hồn. Con người chúng ta có cái xác phàm là để đi làm, đi nuôi nơi gia đình, nuôi tương lai con cái. Nhưng trừ khi con người không tin mình có linh hồn, mà cứ chấp vào cái học vấn thế gian của mình, chấp vào cái đồng lương cao thấp của mình và tiền của mình để dành, thì người đó cứ mãi ở thế gian luôn, học thế gian luôn. Con người mình có linh hồn thì phải học làm thần làm thánh nha quý vị. Mình xuống đây mình học làm thần làm thánh, chứ không phải mình xuống đây để mình học làm người mãi mãi ở cái trái đất này. Hôm nay Kiệt ra đời, Kiệt nói lên những sự thật. Kiệt không muốn quý vị làm thần làm thánh nữa, mà làm Phật luôn, về với cha với mẹ luôn một đời này. Hôm nay ai mang họ Thiên, sau này Kiệt đã là con của ông trời rồi, một đời này chúng ta sẽ về. Chứ không phải mình nghe pháp của mấy thầy lâu lâu tổ chức khóa tu mình vô mình ngồi nghe rồi để cho nó bên tham chừng đốt thời gian chừng mấy tiếng là cái mình về, để mình có cái activity là giống như có công việc đó làm. Thì không muốn vậy. Thì nói lời thật, khi gặp Phật thường, gặp Đức Thầy thường,
gặp tất cả các vị hùng thiên thông núi rất là nhiều, thường luôn cha mẹ các chư Phật. Hôm nay thì được phép mấy vị cho ra đây ngồi nói để đánh cảnh tỉnh mọi người chúng ta trên quả địa cầu này, để mà mau quay đầu. Nếu mà nước Việt có một người vậy phải trân trọng mới đúng, biết nước mình có phước. Cái thằng mà đúng ra mà phải mang ơn Việt nhiều nhất đó, mà hiện giờ phải cảm ơn nhiều nhất đó, có lại mới. Thời gian gần đây nhất James Lansky, tổng thống của Ukraine, biết sao? Tại cái bữa mà nghe sắp sửa tấn công Ukraine là chiếm thành Kiev rồi đó, tại lập cái đàn bàn ở trên Thiên Long Sơn á, có cái clip đó, là lúc đó mấy ông thiên thần của bên Công giáo quá trời đông luôn, thấy mà ông vui lắm, ồ ngày đãi tôi buổi tiệc á. Thì lúc đó cha đứng đó đó, ok rồi con này nó xuống sinh rồi đó, về bển đi. Ông về bển hả, phun tuyết xuống một cái 40 cây số xe tăng bị đông lạnh liền. Chứ không là bây giờ thằng nghe hôm nay là nó chiếm nhiều cả cái Europe rồi. Ông Lansky là phải cảm ơn mình mới đúng. Mình đúng ra phải đạt được cái giải Nobel thế giới, mà có ai hiểu không? Cái gì thấy chuyện làm bao nhiêu chuyện động trời á, rất là sự thật 100% đó. Là ngày đó ở cái quả địa cầu này, cha cũng lo cho mình, cha cũng đang lo cho tam thiên đại thiên thế giới. Ở cái vũ trụ cũng đang biến đổi, thì những cái hành tinh khác cũng đang tận thế. Ở cái địa cầu này, con người của mình làm ác trượt nhiều, mình phải trả cái quả. Nhưng có một người con của Thượng Đế duy nhất hạ phàm xuống trần sinh, thì nghĩ mấy vị thiên thần có nể không? Tại sao nước Việt cứ linh sinh không có tệ như là Bắc Hàn, không có gì ăn, không có tệ như những nước khác mà đói khổ mà sướng sướng, mà cứ linh sinh vậy mà chết nhiều, Covid cũng không có chết nhiều, là vì kiệt thánh không đó. Nước mình cũng nhiều cái nghiệp chứ lắm. Cái đạo Thiên Tâm ra đời sau này sẽ dịch bằng ra tiếng Mỹ. Thì hiện bây giờ trong một số trường học của Mỹ, họ cũng bắt đầu cho con em học về Phật, rồi bắt đầu ngồi thiền ở trọng. Cái này cái đường hướng của giáo dục Mỹ á, nó cũng đang nghiêng về tâm linh đó nha. Thì nó cũng sẽ đi song song đúng cái đường, nó giống như đi ra freeway vậy đó, từ vậy đó. Thì tương lai cái đạo này sẽ thống nhất thế giới, thống nhất tất cả các đạo là đại đạo. Mà cái mầu nhiệm á, là đạo này được gia hộ bởi các chư Phật, các luôn mấy ông thánh ở bên Hồi giáo, luôn cả Công giáo. Dấu Thiên Tâm là gồm chung là hết tất cả các dấu. Nhưng mà hôm nay những người mà đeo dấu thánh giá hay chữ dạng của Phật hay dấu của ông Mohammed, giờ đeo một đống ở đây đạo Thiên Tâm, đặc biệt cái là không có kỳ thị đạo nào hết. Mọi đứa con ở thiên có bổn phận mới tìm hiểu về tất cả các đạo khác của người ta để mình biết, mình so sánh. Chỉ có thờ ông trời, học Phật là siêu nhất của quả địa cầu này. Bây giờ đạo Hồi giáo, đạo Công giáo, họ chỉ thờ ông trời, nhưng mà họ chỉ có hai cuốn kinh thôi, họ rất là chắc. Mắc mớ gì phải ném một người phụ nữ, lỡ như cảm xúc làm sai, rồi cái bị ném đá thì chết. Cái đó là sát nhân, rồi một đống người mà cầm đá mà ném người phụ nữ 2000 năm trước đó, là tạo tội biết nhiêu đúng không? Cha đâu có dạy kiểu đó, Phật đâu có dạy kiểu đó, chắc quá.
cha cũng đâu có dạy mấy thằng ôm bom tự sát rồi bay chiếc máy bay đụng sập hai cái Twin Tower đâu, hai cái tháp đâu. Cha cũng đâu có kêu mấy thằng IS mà đi đi khủng bố người ta đâu. Mỗi lần mà nó giết người nó mừng lắm, nó nói rồi được về cha thử. Cha Phật nào mà là kêu làm chuyện đó, mình nghĩ cái logic thôi, cái căn bản thôi là không bao giờ có. Còn là mượn danh không à. Cũng giống như đảng của mình, mấy đại ca bệnh. Ồ, tôi chết vì dân, vì nước, hy sinh vì dân, vì nước. Thật sự đâu phải, tôi hy sinh vì gái đẹp, tiền, tôi chuyển qua Mỹ mấy chục tỷ thì có. Cho nên nói chuyện kiểu nào ai nói cũng được. Mà nói có phải là lời thật lời thiệt hay không? Ngày đầu, Việt lên mạng rất là bỡ ngỡ, cũng mắc cỡ, cũng không biết đủ danh từ tiếng Việt để nói. Nhờ gần đây mấy karaoke nó dạy mình số chữ, cũng biết được số chữ. Mà được hơn cái đầu này học gì cũng lẹ. Đem tiền của Việt Nam qua Mỹ mấy chục tỷ. Cách đây từ 6 tháng trước mình biết được, ở trên nói nó chuyển tiền ở Mỹ nhiều lắm á con, mấy chục tỷ. À, vậy sao Mỹ nó không order, nó khôn hơn mấy thằng Tàu, mấy thằng lãnh đạo của Trung Cộng nó đem tiền qua Mỹ nhiều, mà đem sau này bị Mỹ nó đóng băng, nhà băng hết. Mấy ông nội Việt Nam mình nó đem tiền bằng Bitcoin, tức là tiền ảo á, tức là bỏ tiền ảo bển rồi qua Mỹ lấy tiền ảo bên đây á, thì giống như dạng là nghĩ là tiền ảo nó sẽ lên. Mà thời đó mình biết là mình đã cảnh cáo, nếu ai mà coi lại clip đó mà cứ coi đi, thì có nhắc tới mà tiền ảo sẽ thành gió. Hôm nay thành gió thiệt không? Quá thiệt luôn. Mà có ai dám nói chuyện đó cách đây gần cả năm trước, 6 tháng trước thì đã cảnh cáo. Rồi Kiệt nói tất cả thị trường chứng khoán sẽ màu đỏ hết. Thì hôm nay mình coi những gì tiên cơ mấy vị nói nó sẽ có hết. Cơ trời đi hàng nghìn năm, con người chúng ta không thể nào mà cãi lại với cha được, phải thuận thiên. 3 năm nay chuyện này kêu tất cả các lãnh đạo, tất cả mọi người ác phải thuận thiên, từ tầng lớp cao lãnh đạo lên tới những người chức sắc lớn ở vùng miền, rồi xuống những thành phố, rồi làng quê, rồi tới dân, tới Phật tử. Một cái chữ thuận thiên đó là mọi người đều phải thuận thiên, cả chúng ta cũng phải thuận thiên, một người dân bình thường cũng phải thuận thiên. Nghịch thiên có nghĩa là mình không có hiểu mình đang ở vào cái thời đại gọi là tận thế. Có bao nhiêu người hiểu tận thế? Mình có mấy bạn làm truyền thông, nó giỏi trên truyền thông lắm, mà nó không, cũng vẫn không tin tận thế. Mà từ ngày đầu á, nó nói là Đài Loan á, với Trung Cộng cả chục năm còn chưa đánh nữa. Mà hôm nay cuối cùng bây giờ cũng sắp sửa đánh. Vậy cái đài của một mình Kiệt Ngô Tấn Kiệt official với tất cả các đài ở trên YouTube, trên truyền thông, mấy trăm cái đài từ Mỹ lẫn Việt ai trúng? Chỉ có cái đài Thiên Đình này là trúng nhất. Quý vị coi lại đi, không phải mình ngồi đây tự mình khen mình đó, mình nói thiệt. Để những cái lời này độ cho những người hiện giờ vẫn còn chưa có thịnh thiên. Mục đích thịnh thiên là gì? Mục đích thịnh thiên là khi nước Việt thay đổi cực kỳ lớn, cờ vàng cờ đỏ, ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Đó là một cái câu bất di bất dịch của bề trên phán xuống là tiên tri, thì nó sẽ có thiệt. Chẳng lẽ lúc đó đó mấy bác ở bên đây thì đảng Việt Tân hay là Bắc Đào Minh Quân hay ở đây có đảng gì để đem 4 triệu đảng Cộng sản mấy ổng, người con ông chấp cha mấy ổng đem ra hạch tội hết rồi lấy tiền lấy của người ta. Họ cũng người Việt đó nha, họ cũng đáng yêu á. Không lẽ đem đi giết họ hay là bắt họ học tập ở ngoài trại tù Nam Hà hay là trại Đầm Bùng hay là những cái trại ở ngoài Bắc nữa à? Chỉ thay đổi cách sống, nhưng mà họ cũng là anh em của mình đó, cũng là con của Thượng Đế hết,
nhưng mà đi sai đường chút, không có hận thù, xóa bỏ hận thù. Chuyện này ra cái kênh này là mối hàng. Sau này bốc triều đảng viên mà có gì á, có cái gói này ở ngay giữa đỡ hết, không có trả thù lẫn nhau nữa, Phật không có muốn. Lúc đó đó, lá cờ vàng ba cặp đỏ sẽ hàn gắn tất cả những cái hiềm khích của quốc nội hải ngoại, của tất cả các phe đảng. Khi hàn gắn lại thì là cùng một lúc lấy lòng của thế giới Liên Hợp Quốc, nước mình sẽ phát triển cực kỳ lẹ, trong 3 năm sẽ thay đổi cực kỳ lớn. Còn nếu mà ngược lại, không có mối hàng, chuyện gì sẽ xảy ra? Nói ở đây đây nữa nè, mấy cộng sản nằm dùm ngay chỗ mình đây nè, họ gọi IOS hay họ cứ đấu đá lẫn nhau, rồi mấy ông thầy Việt Cộng ở đây nữa, bị dân đây đứng lên đó, lôi ra ánh sáng là nó còn xáo trộn nữa. Trong khi mình tập trung để mà phát triển đất nước không sướng hơn, lôi chuyện cũ là làm gì? Còn bốn triệu đảng viên mà anh chạy đâu, mấy ổng giờ có thể sánh chứ rồi. Qua đây cũng gặp nhau à, bây giờ chạy chờ khỏi nắng. Bây giờ có quốc tịch Mỹ nữa đó, mà dùng mua cái này mua cái nọ mà lấy quốc tịch Mỹ, đến lúc mà Mỹ mà nó điều tra, trong lúc mà mang đảng viên mà lấy qua thẻ xanh mà kiểu kết nối hôn nhân hay kiểu diễn biến ở Mỹ này, một chút xíu làm sai người ta cũng lo ra được á, cuốn họp di chuyển ra đây mấy chục triệu. Bởi vì mấy vị mới nói sau này sẽ có nhiều chùa để bản bán lắm, tại lúc đó rắn không có đậu bên kia rồi, ở đây mấy thầy quốc danh làm sao mà ấy được, thôi tôi về tôi lo vợ con tôi, bữa giờ tôi đóng kịch cũng đã. Tức là mấy thầy giả nhiều lắm ở đây, nên này hơi đụng chạm, nhưng mà mình nói đợi có chút xíu nó sẽ diễn biến vậy. Mục đích của họ là phá rối cộng đồng để mà giữ đảng, ý mình nói như vậy. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ, hồi thời xưa Mao Trạch Đông đọc lộn cuốn sách Các Mác, đưa cả cái thế giới này đảo điên như thế này, ông chỉ đọc lộn không cuốn sách thôi. Hôm nay cha mới thấy như vậy, mới đưa cuốn sách Thiên Tâm xuống, các con đọc lại đi, bỏ cuốn sách kia là dùm ơn đi các con. Đức thầy đưa ra cái này, ngày đầu tiên Kiệt làm cuốn kinh này bằng điển Bút Thiên xuống, nó dạy vậy nè. Rồi Phật Bà Năm, Phật A Di Đà, các chư Phật đọc qua cuốn này nhiều quá con, tóm tắt lời. Cho nên người Việt Nam mà tu theo đạo mẫu cũng có nhiều nha. Ở bển người ta dài lắm, cái cuốn kinh mà kinh Địa Mẫu ở Việt Nam nó dày hơn Địa Mẫu ở đây. Mà xưa mấy vị nói nó lưu truyền hàng nghìn năm từ ở thời Quan Tự nhà Thanh, cả ngàn mấy năm. Qua tới nước Việt, biết bao nhiêu người thay đổi theo ý của họ. Mẹ đâu có chuyện mà thưởng phạt hành kêu đổi. Mẹ thương chúng ta mà, mẹ không có phạt ai hết. Thì cuốn kinh này mới là lời thật của mẹ nói. Là mẹ nói cuốn kinh Địa Mẫu ngày xưa mà từ thời bên Tàu mà dịch ra thành tiếng Nôm rồi tiếng Việt á, thì chúng có 30% thôi. Rồi kinh Tam Đại Tạng Kinh, kinh của Đại Thừa không có sai, chỉ có mấy thầy làm sai thời nay. Cho nên mẹ mới kêu mình tu theo Di Đà Quan Âm. Thì từ đó Kiệt mới bỏ vô kinh thời nay của chùa mà thầy với Phật tử tụng công khu phu khuya đó, là trong này luôn. Thì để mong cho Phật tử đang làm cọp với hành sứ sản thành Phật. Nhưng mà giờ biết thêm cha mẹ nữa là có cánh. Mình nói giả sử một Phật tử tu rất là giỏi, đọc kinh Pháp Hoa thuộc lòng, kinh Địa Tạng thuộc lòng, nhưng mà không có lòng tin ở cha nữa mẹ, mà cái người đó biết tu đi, không có phỉ báng đi, không có phỉ báng Thượng Đế, cứ phận họ giữ. Nhưng mà ít nhiều trong lòng của họ không tin đã là cái ngã rồi.
ngày xưa trong trong tất cả từ hồi Bồ Tát Quan Thế Chí, tức là ngài Hư Vân đó, có một lần quá thân xuống thế gian mình là ngài Hư Vân ở bên Tàu đi xuống miền Nam của nước Tàu giảng pháp, mà ngài là Bồ Tát mà ngài nói chuyện không ai tới nghe hết. Rồi tới ngày cuối cùng đó, có một người nằm mơ mới biết đó là Phật Bà Quan Thế Chí quá thân để mà giảng pháp không ai nghe. Mà trong kinh Phật có nói một Bồ Tát xuống trần nói chuyện, những người Phật tử mà giữ ngũ giới phải đến nghe, đâu phải bao nhiêu lần để gặp Bồ Tát gặp Phật đâu, mấy ngày đâu có rảnh ông xuất hiện hoài. Kỳ không phải là gì hết, nhưng mà ít nhiều Kỳ cũng nói bằng tâm, bằng quyết, bằng trí của mình, bằng lời thật. Phật tử bất tin Thượng Đế, bất kính Thượng Đế có thể mất hết cả công đức, cả đời tu tập. Ý vừa nói chỗ đó. Giờ mình tin thêm, mình có hai thái phò phải chắc ăn không? Tại vì mình quá chắc. Mà ở cái thời nay ma tăng nó nhiều lắm, nó dùng lời qua miệng nó đủ kiểu để mình nó chặn lại. Còn mình có chánh kiến để mình vượt qua những cái lời nói ngoa mị của mấy ma tăng hay không á, là do mình đó. Hôm nay thì nói thẳng luôn, tại vì mỗi Phật tử đều có thầy đúng không? Về cái hỏi tới hỏi lui, hỏi 1.000 ông là 1.000 ông không tin cha, không tin mẹ, không tin Đức Phật Di Lặc ra đời thời kỳ này. Mấy ông đều nói là 5.000 năm sau không? Nếu mà 5.000 năm sau cái áo vàng cái thành áo trắng hết á. Bây giờ kinh Lăng Nghiêm không còn nhiều ở những ngôi chùa nữa. Mà mấy ông thầy thời nay 5 giờ sáng ngủ để bấm cái máy không à? Mình có chùa mình biết. Không có đọc nữa, mấy ông không có đọc. Huống hồ hồi xưa ai đi tu là phải thuộc Lăng Nghiêm đó. Bây giờ đâu có ông nào thuộc nhiều đâu. Cũng có, mình không nói hết nha, chỗ này đã đa số trong mắt chuyện nhìn không cần biết. Ổng mặc ổng tu từ 5 tuổi hay mới đẻ ra tu cho tới 80 tuổi, tức là tu cả đời phải không? Rồi giữ giới không, không có nữ sắc, không có tiền tài danh vọng, không có nhiều chùa đi, nhưng mà cái hào quang không có, đặc biệt không tin ổng là tu thiện. Biết ông làm gì. Mình người tu phải có nhiều dòng hào quang, 1 dòng 2 dòng hoặc là sáng. Mỗi lần phải hội tu nhìn ông nào nấy đen thui, và bề ngoài Phật tử cứ lại muôn muôn muôn. Mà ông nào khoái Phật tử lại là phải coi chừng đó. Ông nào khoái mà lên YouTube hay lên Facebook mà ảnh đứa bé mà nhìn kiểu này á, phải coi chừng á. Thầy hay là tất cả, chứ cái người đời ca sĩ hay là mấy cô hoa hậu rồi mấy cổ làm thì mình nói là bình thường phải không? Còn thầy thề nói càng nhìn thấy làm mạo làm mẹ. Chuyện muốn làm mạo á đủ kiểu luôn á. Chuyện không có. Cuốn kinh Thiên Tâm này được ấn chứng bởi các chư Phật khi nó ra đời. Thì hôm nay chuyện nói về cuốn kinh sơ sơ. Còn nói về đạo thì mình đã biết rồi. Thiên Tâm là ra đời ngày 16 tháng 3 2017. Thờ cha là đấng tối cao. Học Tam Đại Tạng Kinh thoát luân hồi sanh tử. Tự đúc đuốc đi, tự mình quy y. Còn bên đạo Phật thì ra Ấn Độ đạo này phát xuất từ Phật Thích Ca là người sáng lập. Đạo Thiên Tâm Kiệt là người thứ nhì truyền thừa của Phật Di Lặc. Cha mẹ kêu làm cái sự thiết hay kịch để thứ nhì Kiệt cũng chưa có hiểu cái đó giải thích như thế nào. Nhưng sau này Đức Thầy Ngài sẽ giải thích.
Thì quý vị kêu đến giờ phút này mọi người phải có một tờ giấy treo vô trường tường là vậy đó, không phải tự ý việc làm đó đâu nha.